quên đây. Nên quên vào sân trường. Hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho các bạn em ngựa bạch cái nhé, bạch cái choi này. Đấy. Em này thì hàng ta pha một chút. Đấy, ok quay đây. Hàng trắng bông luôn nhé, phong khoái sạch sẽ. Đấy, quay một ngựa. Phong khoái sạch sẽ luôn, hàng cổ dài luôn nhé. Yeah. Hàng pha một tí, chân tay quay chân tay bóng gói đi. Tại vì hàng choi này nó hơi nhăn một tí nên mình sẽ quay từ xa để zoom vào cho các bạn xem. Rồi chạy quanh đây. Hàng là trắng đẹp, trắng bông luôn nhé. Con khoái thì sạch sẽ, các bạn yên tâm nhé. Khoái thì ok, sạch sẽ luôn. Khoái thì rất ok nhé, còn lông lá thì không có phạm gì nhé. Lông thì trắng đều đẹp luôn. Đấy, hàng trắng bông trắng sáng luôn nhé, chứ không phải là trắng màu đồng nhé. Đấy, ok, hàng choi này là ok, cũng hiền người nhé. Dáng cao này, em này vòng ngực thì mình không đo, nhưng chắc chắn là mình vòng ngực tầm độ 1m15 đến 1m16 nhé. Đấy, chiều cao là 1m tầm độ 18 nhé, chiều cao 1m18. 16 đến 18. Hàng pha một tí nhá, hàng này là hàng 5 đến 7 tháng rồi nhá. Đấy, 5 7 tháng mà đã cao to đẹp này rồi. Hàng này anh em về làm giống cũng tốt nhá. Đấy. Quay sát móng cho các bạn xem nào. Đây đây là móng. Khoang khoái thì là sạch sẽ nhá. Còn gì ok, quá đẹp luôn nhá. Hàng mặt vuông luôn nhá. Đấy, anh em có nhu cầu thì alo cho mình 0966809618 nhá. Mọi số liên lạc thì mình để ở dưới phần mô tả video nhá. Ngoài ngựa ra thì bên mình có những sản phẩm về ngựa, ví dụ như cao ngựa bạch, cao ngựa thường nhé, và mật ong ngâm phổi ngựa bạch. Đấy, cứ quay vào đây, quay ngựa này. Đấy, mật ong ngâm phổi ngựa bạch này, và mật ong nhãn nhé, mật ong nhãn rừng nhé. Bên mình cung cấp cả mật ong nhãn rừng nhé, về các bạn thích ngâm gì ngâm nhé. Đấy, còn giá thì mình để hiện ở trên màn hình nhé. Giá em ngựa này mình để hiện trên màn hình, các bạn theo dõi từ đầu đến cuối video là sẽ nhìn thấy nhé, và để dưới phần mô tả nhé. Còn mình quá trình mình quay thì mình không tiện nói ra, tại vì mình còn bảo mật giá cho khách hàng nữa. Có nhiều khi là anh em nào mà muốn buôn bán ấy, muốn buôn bán thì bên mình sẽ bảo mật giá cho, được chưa? Được mấy phút rồi? Đùa không đây? Sao mỗi được mỗi 3 phút đấy? Đứng từ đấy giờ được 3 phút. Thế quay đủ 8 phút đi. À, ok. Con kia nó quay vào trong kia cũng được. Đây các bạn nhìn kỹ, quay cho các bạn nhìn từ đuôi lên. Hơi nghịch tí, giờ nó hơi thuần tí rồi. Từ đuôi lên, nó quay từ đuôi lên, quay từ đít lên, quay từ mông nó lên. À, quay từ mông lên cổ xem mông má nào, khung ngựa nào nhá. Ok, em này quá chuẩn quá được luôn nhỉ. Anh em nào về làm giống. Ngựa gọn gàng nhá. Đấy cái nhá. Đấy, giá chi tiết mình để ở dưới phần mô tả hoặc là hiện chữ trên video nhá. Cho hẳn 5 phút. Các bạn nào có nhu cầu Zalo nhá. Bạch Mã TV nhá. Rồi ok. Cái video ngựa choi mình đến đây kết thúc nhá. Anh em nào yêu quý kênh Bạch Mã TV thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Và bấm chuông mỗi khi ngựa về thì bên mình quay và tìm cho các bạn xem luôn nhá.
quay cụ thể chi tiết và nói cân nặng chiều cao. Con này thì được tầm độ hơn một tạ tí nhé, hơn một tạ hơi tí nhé, tầm tạ 0.5 nhé. Đấy. Còn hàng này thì không tính hàng cạo được, tại vì hàng này là hàng giống. Hàng ngựa cái bên mình là tính hàng giống hết nhé. Ok chưa? Quay kỹ cho các bạn xem, quay xa, quay cách xa 3 mét đi, quay cách xa 3 mét cho các bạn xem. Thường thường là ngựa mà quay cho các bạn nhìn dáng thì cứ quay cách xa tầm 3 mét là chuẩn nhất, các bạn nhìn dáng chuẩn nhất nhé. Quay từ mông lên này, đấy, quay ngang con ngựa này xem chiều dài này, quay từ mông lên để xem võng lưng thế nào nhé. Đấy. Lưng mà gù quá cũng không được nhé, hàng đấy thì cũng gọi là hàng không được đẹp lắm nhé. Đây hàng này là hàng lưng đẹp, đấy. Lưng võng đưa đẹp nhé. Còn riêng con này thì màu da thì là ok nhé. Em là anh em nào về làm giống được hàng này, hàng pha lai luôn, hàng pha lai chân tay đẹp nhé, hàng từ 5 đến 7 tháng nhé. Rồi, ok nhé, video của mình đến đây là kết thúc nhé. Thì anh em nào yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Khi mỗi khi ngựa bên mình về thì bên mình quay và báo thông báo cho các bạn luôn. Đấy. Thì sản phẩm, những cái sản phẩm từ ngựa bạch thì anh em ủng hộ thì cứ alo nhé. Đấy. Đặc biệt là bên mình có thêm mấy mật ong nhé, mật ong nhãn nhé. Thì anh em nào cứ mua thử tầm độ 1 lít về. Đấy, thử xem ok thì lấy nhiều lấy ít thì bên mình có hết nhé. Tại vì bên mình là có bác và chị mình sản xuất ra và nuôi ong trực tiếp nhé. Ok, video mình đến đây là kết thúc nhé. Ok, hẹn gặp lại và các bạn những cái video lần sau nhé. Xin chào nhé.